Trong những năm gần đây, tốc độ xây dựng của Phú Quốc tăng nhanh, cùng với đó là nhu cầu đất cát san lấp và xây dựng tăng cao. Lượng cát được vận chuyển từ đất liền ra đảo không đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng. Do nhu cầu của thị trường, nên một số cá nhân tổ chức đã bất chấp khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, thậm chí là trộm cắp để đem bán. Ghi nhận của nhóm phóng viên. Đây là khu vực bãi biển của dự án Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, thuộc ấp Đường Bào, xã Sương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây là những chốt cảnh giới của các đối tượng cát tặc. Từng đoàn xe tải nối đuôi nhau vận chuyển cát đi tiêu thụ. Hoạt động trộm cát diễn ra công khai. Những chiếc máy xúc công suất lớn vẫn đang miệt mài xúc trộm. Theo thông tin của phóng viên, những phương tiện tham gia múc trộm và vận chuyển đều có một đặc điểm nhận dạng là gắn đèn LED xung quanh xe. Hàng năm, Công an thành phố Quốc đều có xây dựng và thành lập một cái chuyên đề, một kế hoạch về đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, rồi tội phạm trên lĩnh vực bao chiếm, rồi lấn đất, chiếm đất, rồi bảo kê đất trái phép, vân vân. Trong đó là có nội dung sâu sắc là trên lĩnh vực môi trường và khai thác, vận chuyển, khoáng sản trái phép, thành lập một chuyên đề và huy động các lực lượng bao gồm lực lượng công an thành phố Phú Quốc chủ công, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của tỉnh, rồi phối hợp với cái tiểu đoàn cơ động của Bộ Công an cùng công an cơ sở là lập các chốt chặn, rồi thành lập các cái điểm để tập trung tuần tra, kiểm tra, xử lý quyết liệt trên lĩnh vực này. Thì nhìn chung trên cơ bản là mình làm rất là tốt, rất là triệt để. Tuy nhiên mà để 100% thì mình vẫn chưa đạt được. Các dự án, công trường đang gấp rút thi công, nhu cầu về đất cát san lấp và xây dựng là rất lớn. Trước đây nguồn cát theo đường tiểu ngạch từ Campuchia được vận chuyển về Phú Quốc đáp ứng một phần nhu cầu xây dựng. Khoảng 5 năm trở lại đây, nguồn cát sỏi này đã không còn. Lợi nhuận từ việc khai thác trái phép, múc trộn đem bán là rất lớn, nên các đối tượng đã bất chấp các quy định. Việc xử phạt hành chính, tịch thu phương tiện, thậm chí xử lý hình sự cũng không triệt để. 21 này thì lực lượng công an Quốc đã đấu tranh rất là quyết liệt. Cụ thể là đã khởi tố 2 vụ bắt 1 đối tượng trên lĩnh vực môi trường về cái hành vi hủy hoại rừng để nhằm mục đích là dần tới là để mà khai thác khoáng sản trái phép. Thứ hai nữa là cũng tiến hành kiểm tra bắt lập biên bản xử lý là 116 vụ, 135 đối tượng, tạm giữ là 86 xe ô tô tải và 40 xe cuốc, gần 8 máy bơm cát các loại để mình tập trung xử lý. Thì tính tạm giữ thêm là gần 1.592 khối đất cát đá các loại. Một lượng lớn tài nguyên khoáng sản đang bị khai thác trái phép, trộm cắp hàng ngày với quy mô ngày một lớn, thủ đoạn ngày một táo tợn. Đây không phải những hố bom, hố mìn, mà đây là hệ quả của những trận oanh tạc ngày đêm của cát tặc. Môi trường bị tàn phá, tài nguyên bị bòn rút, hòn đảo Phú Quốc đang dần bị biến dạng mỗi ngày. Xung quanh câu chuyện khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Phú Quốc đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó thì một đường dây khép kín cung cấp hóa đơn, hợp thức hóa lượng cát trộm này cung cấp cho các dự án của một số doanh nghiệp sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.